Vỡ hụi không phải là câu chuyện mới ở các địa phương, nhưng một khi ở đâu xảy ra vỡ hụi là ở đó có biết bao gia đình rơi vào cảnh cảnh khốn cùng và thậm chí là ly tán. Hôm nay, ngày 11 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy hiện đã vào cuộc xác minh thông tin phản ánh của người dân về việc chủ hụi Nguyễn Thị Tê, 50 tuổi, làng Xuân Chiếm, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, đã ôm tiền gửi của người chơi để bỏ trốn. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ vỡ hụi nêu trên được đồn đoán với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu này chưa được kiểm chứng. Theo chính quyền xã Ngũ Phúc, người chủ cầm bát họ tên là Nguyễn Thị Tê đã bỏ nhà đi từ 6 giờ sáng ngày 8 tháng 9. Đến nay chưa rõ. Sau khi bà Tê bỏ đi, một số người đến ngày lấy họ đã đến nhà bà này nhưng không gặp được. Tại địa phương, bà Tê lập ra nhiều dây họ với lãi suất cao để kêu gọi người dân tham gia. Hàng tháng bà Tê thanh toán tiền lãi cho người chơi rất sòng phẳng, nên nhiều người cảm thấy tin tưởng chỉ rút lãi, không rút tiền gốc khi đến kỳ. Thậm chí có người dồn cả tiền lãi hàng kỳ để tiếp tục cho bà Tê vay. Sau nhiều năm, số tiền gom của người chơi lên đến con số hàng trăm tỷ đồng. Bà Tê bất ngờ thông báo vỡ nợ rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Được biết, bà Tê không chỉ làm chủ họ của hàng trăm người dân xã Ngũ Phúc, mà còn nhiều người chơi đến từ các xã khác trong huyện Kiến Thụy, thậm chí có cả người chơi ở các quận nội thành Hải Phòng hiện công an huyện kiến thụy tiếp tục xác minh để điều tra